Chào các bạn, thuật ngữ vaccine được sử dụng khá rộng rãi, hầu như ai cũng từng được tiêm vaccine, nhưng vẫn có khá nhiều người hiểu lầm về vaccine, cho rằng vaccine có thể chữa bệnh, trong khi thực tế đây chỉ là chế phẩm dùng để phòng bệnh cho người khỏe mạnh. Vậy vaccine là gì? Tại sao cần tiêm vaccine? Trước hết chúng ta phải hiểu, vaccine không phải để chữa bệnh, mà vaccine là để phòng bệnh. Vaccine là biện pháp bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh nghiêm trọng và cũng ngăn ngừa sự lây lan bệnh từ người này sang người khác. Nhưng tiêm vaccine không có nghĩa là 100% tuyệt đối không mắc bệnh, mà là giảm được nguy cơ mắc bệnh. Vì sao lại như vậy? Vaccine là chế phẩm có tính kháng nguyên, có nguồn gốc từ vi sinh vật gây bệnh, hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên, giống vi sinh vật gây bệnh, được bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết, làm cho cơ thể tự tạo ra tình trạng miễn dịch chống lại tác nhân gây bệnh. Vaccine chứa các phiên bản suy yếu của virus hay phiên bản gần giống virus, được gọi là kháng nguyên. Điều này chứng tỏ các kháng nguyên không thể tạo ra các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh, nhưng chúng kích thích hệ miễn dịch tạo ra các kháng thể. Những kháng thể này sẽ bảo vệ cơ thể khi tiếp xúc với các virus trong tương lai. Chúng ta hiểu giống như tập trận cho hệ miễn dịch vậy. Vaccine giúp nâng cao khả năng kháng bệnh của cơ thể. Khi chủng ngừa, hệ miễn dịch của cơ thể nhận diện vaccine là vật lạ, sẽ tiêu diệt và ghi nhớ chúng, từ đó tạo ra được trí nhớ miễn dịch. Về sau, khi các tác nhân bệnh thật xâm nhập vào cơ thể, hệ miễn dịch sẽ tấn công tác nhân gây bệnh nhanh chóng và hiệu quả để bảo vệ cơ thể chống lại bệnh đó. Vaccine và tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh truyền nhiễm của nhân loại. Khoảng 85-95% người được tiêm chủng sẽ sinh ra miễn dịch đặc hiệu, bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh và đương nhiên sẽ không chết hay di chứng do bệnh dịch gây ra. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề tiêm vaccine COVID-19. Ví dụ như một là, sau khi tiêm vaccine COVID-19, tôi có bị dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm virus không? Hai là, vaccine COVID-19 có thể làm tôi mắc bệnh COVID-19 không? Ba là, tiêm vaccine COVID-19 có thể gây ra những tác dụng phụ gì? Và bốn là, sau khi tiêm vaccine COVID-19, tôi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sang người khác hay không? Dựa vào những hiểu biết cơ bản về vaccine, thì chúng ta có thể trả lời những câu hỏi này như sau. Đối với câu 1, câu 2, không có loại vaccine COVID-19 được cho phép và khuyên dùng nào gây ra tình trạng xét nghiệm dương tính với các xét nghiệm virus. Và không có vaccine COVID-19 nào được cấp phép và khuyên dùng, hay vaccine COVID-19 nào chứa virus còn sống gây bệnh COVID-19. Vì vậy, sau khi tiêm vaccine COVID-19 sẽ không có kết quả dương tính khi xét nghiệm virus và không thể khiến người được tiêm chủng nhiễm bệnh COVID-19. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, có thể có những tác dụng phụ phổ biến như là mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt, buồn nôn. Câu hỏi số 4 là sau khi tiêm vaccine COVID-19, tôi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sang người khác hay không? Vaccine COVID-19 không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ hoặc ngay lập tức, có nghĩa là vẫn có thể bị nhiễm và xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Vì theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, phải mất vài ngày đến vài tuần để vaccine phát huy tác dụng. Người được tiêm chủng có thể có kết quả dương tính trước khi vaccine có hiệu lực. Bằng chứng hiện nay cho thấy vaccine COVID-19 hiệu quả trong việc ngăn chặn bệnh, nhưng chúng ta vẫn chưa biết liệu vaccine có thể phòng ngừa nhiễm virus hay không. Điều này có nghĩa là khi được tiêm vaccine sẽ ngăn chặn việc bạn bị bệnh, nhưng chưa thể khẳng định ngăn chặn được việc bạn làm lây virus sang người khác. Tương tự, trong khi vaccine mới đầy hứa hẹn nhưng không một loại vaccine nào đạt hiệu quả 100%, do đó thậm chí khi vaccine đã được tiêm chủng đại trà thì chúng ta vẫn phải duy trì tuân thủ các biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây truyền COVID-19. Cuối cùng, cô giáo Mignon rất mong chúng ta cùng nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ bản thân. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video sau. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.